Những ngày này, vụ lúa hè xuân cơ bản đã được thu hoạch trên các cánh đồng lúa tại huyện Đồng huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau khi mùa lúa gặt lúa, người dân thường gom rơm rạ ngay tại đồng ruộng rồi châm lửa đốt. Một số người dân chở rơm về nhà là thức ăn cho gia súc hoặc ủ phân. Xong không ít người đã chọn cách lấy đốt luôn lấy mùn. Theo nhiều nông dân, đốt rơm rạ đã thành thói quen lâu đời. Họ cho rằng đây là cách nhanh nhất để thu gom phụ phẩm nông nghiệp để kịp làm đất cho vụ sau. Một số vùng lại cho rằng đốt rơm rạ sẽ giúp lợi ích cho cây trồng tươi tốt. Hình ảnh được ghi nhận tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nông dân đốt rơm rạ tạo ra những hình cột khói cao hàng chục mét, theo gió cuốn bay cả khu dân cư. Nhiều cánh đồng ở huyện Đức Thọ nằm trong hai bên quốc lộ 8A dưới đường điện cao thế hoặc gần cây xăng. Ở đây những vị trí không đảm bảo an toàn nhưng người dân vẫn thực hiện đốt rơm rạ. Khói rơm rạ mù mịt bủa vây quốc lộ 8A còn có huyện Đức Thọ. Khói mù làm giảm tầm nhìn, nhiều tài xế di chuyển khu vực này phải giảm tốc độ. Khói rơm rạ cũng khiến người đi xe máy, xe đạp cảm thấy cay mắt, khó thở. Cứ mỗi buổi chiều vào mùa này, việc lưu thông của quốc lộ 1, quốc lộ 8A gặp nhiều khó khăn vì tầm nhìn rất hạn chế. Nếu lái xe không chú ý, rất dễ gặp tai nạn. Theo các chuyên gia, thói quen đốt rơm rạ trên đồng ruộng của nông dân không chỉ gây mất chất dưỡng có trong rơm rạ mà còn ảnh hưởng đa dạng sinh học và gây ô nhiễm. Không những vậy, khói rơm rạ thường cháy không thành ngọn lửa nên sinh ra rất nhiều khí oxy CO2. Đây là loại khí độc người hít nhiều kéo dài mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ung thư.